Cuốn 21, chương 31, giải thích 8 bội xả, 8 thắng xứ, 9 thứ đệ định, 10 nhất thiết xứ. 8 bội xả: 1. Trong có sắc, ngoài cũng quán sắc. 2. Trong không sắc, ngoài quán sắc. 3. Tịnh bội xả, thân đắc chứng, cùng với 4 vô sắc định và 1 diệt thọ tưởng định thành 8 bội xả. Bội là trái, là sạch hết năm dục, lìa tâm tham đắm ấy nên gọi là bội xả. Không hoại sắc trong ngoài, không diệt tướng sắc trong ngoài, lấy tâm quán sắc ấy bất tịnh là bội xả thứ nhất. Hoại sắc trong, diệt tướng sắc trong, không hoại sắc ngoài, không diệt tướng sắc ngoài, lấy tâm quán sắc ngoài ấy bất tịnh là bội xả thứ hai. Hay bội xả này đều quán bất tịnh, một quán trong quán ngoài bất tịnh, hai không thấy trong chỉ thấy ngoài bất tịnh. Vì cớ sao? Vì chúng sanh có hai phần hành là ái hành và kiến hành. Người ái nhiều thì đắm vui, phần nhiều bị buộc ở ngoại kiết sự hành. Người kiến nhiều thì phần nhiều đắm theo thân kiến hành, bị nổi nội kiết sự buộc. Do vậy, nên người ái nhiều thì quán sắc ngoài bất tịnh, người kiến nhiều thì quán tự thân bất tịnh bại hoại. Lại nữa, hành giả sơ tâm, thừa thủ nhiếp vị tế và buộc tâm một nơi thì khó, cho nên quán cả trong và ngoài. Dần dần tập luyện điều nhu thì có thể bên trong hoại sắc tướng, chỉ còn quán sắc ngoài. Hỏi: nếu không có tướng nội sắc thì ai sẽ quán ngoài? Đáp: ấy là được giải đạo, chẳng phải thật đạo. Nghĩa là hành giả nghĩ tới ngày sau chết đi, lửa đốt trùm ăn, trốn vào trong đất đều tiêu mất. Nếu hiện tại quán cũng phân biệt thấy rõ thân này, cho đến mảy bụi cũng không còn, ấy gọi là bên trong không sắc tướng, bên ngoài quán sắc. Hỏi: hai tháng xứ đầu thấy sắc trong ngoài, 6 tháng xứ sau chỉ thấy sắc ngoài. Bội xả thứ nhất thấy sắc trong ngoài, bội xả thứ hai chỉ thấy sắc ngoài. Cớ sao chỉ hoại sắc tướng bên trong, còn sắc tướng bên ngoài không hoại được? Đáp: hành giả mắt thấy thân này có tướng chết, lấy tướng chết trong vị lai ấy đem so với thân hiện nay, còn 4 đại bên ngoài không thấy tướng diệt của nó, nên khó có thể quán nó là không, cho nên không nói ngoại sắc tiêu hoại. Lại nữa, trong khi lìa khỏi sắc giới, bây giờ cũng không thấy sắc ngoài. Tịnh bội xả thân tác chứng là trong chỗ bất tịnh quán tịnh, như nói ở 8 tháng xứ, 8 nhất thiết xứ, đầu quán địa, thủy hòa, phong và xanh vàng đỏ trắng thanh tịnh. Quán sắc xanh như hoa sen, như núi vàng rộng như hoa yêu ma già, như áo bà là nại thật xanh, quán vàng đỏ trắng theo mỗi sắc cũng như vậy, nên gọi chung là tịnh bội xả. Hỏi: nếu trùng cả là tịnh bội xả, thì không nói nhất thiết xứ khắp mọi chỗ? Đáp: bội xả là pháp hành ban đầu, thắng xứ là pháp hành trọng giữa, nhất thiết xứ là pháp hành thành tựu lâu dài. Bất tịnh quán có hai là bất tịnh và tịnh. Trong bất tịnh quán có hai bội xả và 4 thắng xứ, trong tịnh quán có 1 bội xả, 4 thắng xứ và 8 nhất thiết xứ. Hỏi: hành giả lấy bất tịnh làm tịnh thì cho là điên đảo, sao quán tịnh bội xả lại không điên đảo? Đáp: nữ sắc bất tịnh mà vọng thấy là tịnh, ấy gọi là điên đảo. Còn trong quán tịnh bội xả, tất cả sắc xanh thật là rộng lớn nên không điên đảo. Lại nữa, vì địa phục tâm nên quán tịnh, do tập quán bất tịnh lâu thì tâm sanh nhàm chán, do đó nên tập quán tịnh chẳng phải điên đảo và cũng không đắm trước trong đó vậy. Lại nữa, hành giả trước quán thân bất tịnh nên theo các thứ bất tịnh trong ngoài nơi thân, buộc tâm vào trong cảnh quán, bấy giờ sanh nhàm chán thân nên dâm nộ si mỏng dần, liền tự kinh ngạc tỉnh ngộ: ta thật là không mất thân này như vậy, tại sao sanh tâm đắm trước? Nhiếp tâm thật sự quán sát, không để mê lầm nữa, tâm đã được điều phục như thuận, tưởng tượng thân da thịt máu tủy các bất tịnh đều trừ bỏ, chỉ còn có xương trắng, buộc tâm vào bộ xương người. Nếu nó chạy loạn ra ngoài thì thu nhiếp nó lại, nhiếp tâm sâu vào nên thấy xương trắng tỏa ra ánh sáng như mã não, như sa cử, có thể chiếu sáng các vật trong ngoài. Ánh sáng là cửa ban đầu của tịnh bội xả. Vậy sau quán bộ xương người cũng tan mất, chỉ thấy xương tỏa sáng đủ lấy sắc tinh khiết bên ngoài. Lại nữa, hoặc kim càng ngọc thật, vàng bạc vật báu, hoặc đất sạch, hoặc nước trong, như lửa tinh khiết, không khói không củi, hoặc gió thanh không bụi, các sắc xanh như núi vàng ròng, các sắc vàng như hoa chiêm bọc, các sắc đỏ như hoa sen đỏ, các sắc trắng như tuyết trắng. Thủ lấy tượng ấy, một tâm quán tịnh, tùy các sắc ấy, mỗi thứ đều có ánh sáng trong sạch. Bấy giờ hành giả được cảm thọ mừng vui lan khắp trong thân, ấy gọi là tịnh bội xả. Vì duyên theo tướng thanh tịnh nên gọi là tịnh bội xả. Vì khắp thân thọ vui nên gọi là thân chứng.
Từ thứ tâm vui này thì trái bỏ năm dục, không còn mừng vui theo nó nữa nên gọi là bội xả. Nhưng chưa dứt hết lậu hoặc trùng gian hoặc còn sanh tâm kiết sử, đắm theo tịnh sắc nên phải sinh tinh tấn để dứt tâm đắm trước đó. Biết rằng tịnh quán đó từ tâm tưởng phát sanh, ví như người chủ làm trò huyễn, xem Phật huyễn biết từ mình làm ra, tâm không sanh ái trước, có thể không đeo theo sở duyên, nên bấy giờ bội xả đổi lại gọi là thắng xứ. Đối với quán tịnh tuy đã cao hơn nhưng chưa được rộng lớn, khi ấy hành giả trở lại thủ lấy tướng tịnh, dùng sức bội xả và sức thắng xứ thủ lấy tướng đất sạch mà quán, khiến nó dần dần biến khắp mười phương hư không. Quán tướng nước gió lửa cũng như vậy, thủ lấy tướng sanh mà quán, khiến nó dần dần rộng lớn cũng biến khắp mười phương hư không. Quán tướng vàng đỏ trắng cũng như vậy, bây giờ thắng xứ lại đổi gọi là nhất thiết xứ. Ba việc này cùng một ý nghĩa mà chuyển đổi làm ba tên. Hỏi: ba bội xả 1, 2, 3, 8 thắng xứ, 10 nhất thiết xứ ấy là thật quán hay là đắc giải quán? Nếu là thật quán thì thần có da có thịt sao chỉ quán thấy bộ xương người trắng? Do 36 vật hợp làm thân, cớ sao lại phân biệt quán rời ra ba? Bốn đại đều có tướng, sao dứt bỏ ba đại, chỉ quán một điện đại? Bốn màu chẳng phải là xanh cả, cớ sao đều quán là màu xanh? Đáp: có thật quán cũng có đắc giải quán. Thần tướng thật bất tịnh, quán bất tịnh ấy là thật quán. Các pháp ngoài thân có tướng tịnh, các thứ sắc tướng ấy là thanh tịnh thật, quán tịnh ấy là thật quán. Lấy một ít tịnh ấy mà quán rộng ra hết thảy đều tịnh, như thủ lấy ít tướng nước mà quán khắp tất cả đều là nước, thủ lấy một ít tướng xanh mà quán khắp tất cả đều xanh. Quán như vậy ấy là đắc giải quán chứ chẳng phải thật. Bốn vô sắc bội xả quán giống như trong bốn vô sắc định, bốn được bội xả trước vào vô sắc định. Vô sắc định là cửa ban đầu của bội xả. Bội xả sắc trái bỏ sắc thì duyên vô lượng hư không xứ. Hỏi: vô sắc định cũng như vậy, có gì sai khác? Đáp: người phàm phu được vô sắc định ấy, ấy là vô sắc. Còn thánh nhân tâm sâu xa được định vô sắc, một mực hướng tới không quay lại, ấy gọi là bội xả. Còn lại thức xứ vô sở hữu xứ, vì hữu tưởng phi vô tưởng xứ cũng như vậy. Trái bỏ các tâm số pháp thọ và tưởng ấy gọi là diệt thọ tưởng bội xả. Hỏi: sao gọi vô tưởng định là bội xả? Đáp: người tạp kiến không rõ tội lỗi của các pháp, ở thẳng trong định bảo đó là niết bàn. Khi từ định khởi lại sanh tâm hối hận xa vào tà kiến, cho nên chẳng phải bội xả. Diệt thọ tưởng định do nhàm chán tâm tán loạn mà vào định, được an nghỉ tựa như niết bàn dính vào thân, thân nhận được nên gọi là thân chứng. Tám thắng xứ trong có tướng sắc, ngoài quán sắc ít hoặc tốt hoặc xấu, là thắng tri thắng quán về sắc ấy gọi là thắng xứ đầu. Trong có sắc tướng ngoài quán sắc nhiều hoặc tốt hoặc xấu, là thắng tri thắng quán về sắc ấy gọi là thắng xứ thứ hai. Thắng xứ thứ ba thứ tư cũng như vậy, chỉ do ở trong không sắc tướng ngoài quán sắc là khác, cùng với trong cũng không sắc tướng ngoài quán các sắc xanh vàng đỏ trắng ấy là tám thứ thắng xứ. Trong có sắc tướng ngoài quán sắc ít là nội thân không hoại, thấy ngoại duyên phần ít, là duyên ít nên gọi ít, vì quán đạo chưa tăng trưởng nên quán một ít nhân duyên, chứ quán nhiều sợ khó nhiếp tâm, ví như nay chưa điều phục nên không thả xa. Hoặc tốt hoặc xấu là kẻ sơ hoặc của tâm trong quán duyên, hoặc ở giữa hai chân mày, hoặc ở trên trán, hoặc ở đầu chót mũi. Quán tướng bất tịnh trong thân, trong thân có tướng bất tịnh mà quán ra ngoài các sắc, do nghiệp báo thiện gọi là tốt, do nghiệp báo bất thiện gọi là xấu. Lại nữa, hành giả như theo thầy lãnh thọ mà quán ngoại duyên các thứ bất tịnh ấy gọi là sắc xấu. Còn hành giả hoặc thời quyền ức niệm sanh tịnh tướng quán tịnh sắc ấy gọi là sắc tốt. Lại nữa, hành giả bốn tâm vào một chỗ trong tự thân quán sắc trong dục giới có hai thứ, một là hay sanh dâm dục, hai là hay sanh sân nhuế. Sắc hay sanh dâm dục là tịnh sắc, sắc hay sanh sân nhuế là bất tịnh sắc, thế gọi là xấu. Đối với các duyên tự tại thắng tri thắng kiến, hành giả đối với sắc đoan chánh hay làm sanh dâm dục mà không sanh dâm dục, đối với sắc xấu hay làm sanh sân nhuế mà không sanh sân nhuế, trẻ quán thấy sắc do bốn đại nhân duyên hòa hợp sanh, như bọt nước không bền chắc ấy gọi là hoặc tốt hoặc xấu. Thắng xứ là hành giả ở trong quán môn bất tịnh, dù có các kiết sử dâm dục sân nhuế đến đều không theo nó ấy gọi là thắng xứ, vì là thắng các giả phiền não đối với bất tịnh mà điên đảo cho tịnh. Hỏi: hành giả làm sao trong có sắc tướng ngoài quán sắc?
Đáp: tám thắng xứ ấy do vào định tâm điều nhu thì có thể được. Hành giả hoặc thời thấy nội thân bất tịnh, cũng thấy ngoại sắc bất tịnh. Bất tịnh quán có hai cách: một là 36 vật các thứ bất tịnh; hai là trừ ra thịt trong ngoài ngũ tạng, chỉ quán tướng sơn trắng như mã não như tuyết, quán 36 vật gọi là xấu, quán niềm mã não như tuyết ấy gọi là tốt. Khi hành giả quán trong ngoài tâm tán loạn khó vào thiền, thì trừ tướng tự thân chỉ quán sắc bên ngoài. Như trong A Tỳ Đàm nói, hành giả giác được quán giải thoát, thấy thân này chết, chết rồi đưa đến gò mả, hoặc lửa đốt hoặc trùng ăn đều đã mất hết. Bây giờ chỉ thấy trùng và lửa, không thấy thân, ấy gọi là trong công tướng sắc ngoài quán sắc. Hành giả đúng như lời dạy, quán thân là bộ xương người. Nếu tâm tán loạn ra ngoài thì thu nhiếp trở lại vào trong quán duyên bộ xương người. Vì cớ sao? Người ấy ban đầu tập thực hành vì chưa thể quán các duyên vi tế nên gọi là quán sắc ít. Khi quán đạo của hành giả càng sâu xa tăng trưởng, thì lấy một bộ xương người ấy quán khắp cõi diêm phù đà đều là bộ xương người, ấy gọi là quán sắc nhiều. Do trở lại nhiếp niệm quán một bộ xương người, do đó gọi là thắng tri thắng kiến. Lại nữa, tùy ý vừa thắng được tướng nam nữ, tướng tịnh khiết của trong ngũ dục nên gọi là thắng xứ. Ví như người dũng kiện cưỡi ngựa đánh giặc, phá được giặc gọi là thắng. Lại chế ngựa được con ngựa cũng gọi là thắng. Hành giả cũng như vậy, có thể đối với tướng bất tịnh quán ít đến nhiều, quán nhiều trở lại ít, ấy gọi là thắng xứ. Cũng có thể phá giặc ngũ dục, ấy gọi là thắng xứ. Bên trong chưa thể hoại thân, bên ngoài quán sắc hoặc nhiều hoặc ít, hoặc tốt hoặc xấu, ấy là thắng xứ đầu và thứ hai. Bên trong hoại thân không sắc tướng, bên ngoài quán sắc hoặc nhiều hoặc ít, hoặc tốt hoặc xấu, ấy là thắng xứ thứ ba, thứ tư. Nhiếp tâm sâu vào trong định, hoại nội thân, quán ngoại sắc thanh tịnh, duyên sành quán sắc xanh, duyên vàng đỏ trắng quán sắc vàng đỏ trắng, ấy là bốn thắng xứ sau cùng. Hỏi: bốn thắng xứ sau cùng ấy với bốn xứ xanh vàng đỏ trắng trong 10 nhất thiết xứ có gì sai khác? Đáp: nhất thiết xứ xanh có thể duyên khắp tất cả vật khiến đều xanh. Thắng xứ này hoặc nhiều hoặc ít tùy ý quán, không để tâm khác chiếm đoạt, quán vượt thắng duyên ấy gọi là thắng xứ. Như chuyển lên thánh vương thắng khắp cả bốn thiên hạ, còn vua Diêm Phù Đà chỉ thắng một thiên hạ mà thôi. Nhất thiết xứ thắng khắp hết thảy cảnh duyên, còn thắng xứ chỉ quán một ít sắc mà thắng được, chứ không thể thắng khắp hết tất cả cảnh duyên. Như vậy, lược nói 8 thắng xứ, 10 nhất thiết xứ, bội xả và thắng xứ đã nói rồi. Ở đây vì duyên khắp tất cả nên gọi là nhất thiết xứ. Hỏi: tại sao vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ không gọi là nhất thiết xứ? Đáp: ấy là tâm được liễu giải, an ổn, khoái lạc, quảng đại vô lượng vô biên hư không xứ. Đó là lời Phật dạy. Trong nhất thiết xứ đều có thức, có thể mau chóng duyên khắp hết thảy pháp. Trong hết thảy pháp đều thấy có thức, do đó không vô biên xứ và thức vô biên xứ được lập làm hai nhất thiết xứ. Còn trong vô sở hữu xứ không có vật gì đều có thể mở rộng, cũng không được khoái lạc. Phật cũng không nói vô sở hữu xứ là vô biên vô lượng. Vô hữu tưởng, vì hữu tưởng phi vô tưởng xứ thì tâm ám độn khó thủ được tướng để làm cho quảng đại. Lại nữa, hư không xứ gần với sắc giới cũng có thể duyên sắc, thức xứ thì năng duyên duyên sắc. Lại từ thức xứ khởi lên có thể siêu nhập vào đệ tứ thiền, từ đệ tứ thiền khởi lên có thể siêu nhập vào thức xứ. Còn vô sở hữu xứ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ ở xa sắc giới không có nhân duyên của sắc nên chẳng phải nhất thiết xứ. Ba pháp là bội xả, thắng xứ và nhất thiết xứ ấy đều thực hành được thắng xứ. Nhất thiết xứ là hữu lậu, ba bội xả đầu và bội xả thứ bảy, tám là hữu lậu, các bội xả còn lại hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Hai bội xả đầu, bốn thắng xứ đầu nhất vào sơ thiền, nhị thiền, tịnh bội xả, bốn thắng xứ sau, tám nhất thiết xứ nhất vào trong đệ tứ thiền. Hai nhất thiết xứ chính tên gọi không xứ thì nhất vào không xứ, thức xứ thì nhất vào thức xứ. Ba bội xả đầu, tám thắng xứ, tám nhất thiết xứ đều duyên dục giới. Bốn bội xả sau duyên vô sắc giới và vô lậu pháp, các công đức thủ diệu ở trong căn bản, vì căn bản thiện vô sắc không duyên hạn địa, diệt thọ tưởng định chẳng phải tâm, tâm số pháp nên không duyên. Vì hữu tưởng phi vô tưởng xứ bội xả chỉ duyên bốn ấm vô sắc và pháp vô lậu, chín thứ đệ định, từ tâm sơ thiền khởi lên lần lượt thứ lớp vào đệ nhị thiền, không để cho tâm khác xen vào,
hoặc thiện hoặc cấu, như vậy cho đến diệt thọ tưởng định thứ 9. Hỏi các công đức khác cũng có thứ lớp lần lượt, cớ sao chỉ gọi có 9 thứ đệ định? Đáp, các công đức khác đều có dị tâm xen lẫn phát sanh, cho nên chẳng phải thứ đệ. Còn ở trong này tâm sâu xa, trí tuệ lanh lợi, hành giả từ thử tâm mình, từ sơ thiền tâm khởi lên tiếp vào nhị thiền, không để cho dị niệm xen vào. Nó đối với công đức tâm được như nguyến, kéo dứt pháp ái, làm cho tâm tâm được nối tiếp nhau. Chín thứ đệ định này, hai thuộc hữu lậu, bảy hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, thiền trung gian và vị đáo địa không bền chắc, lại là sở đắc của thánh nhân. Lại đại công đức này không ở biên địa, cho nên không có thứ đệ. Như vậy tám bội xả, tám thắng xứ, mười nhất thiết xứ, chín thứ đệ định trong pháp thanh văn đã được nói xong. Chương 32 giải thích chín tưởng. Kinh chín tưởng là tưởng sinh, tưởng hoại, tưởng máu chảy, tưởng ngủ thối rã, tưởng bầm xanh, tưởng trùng ăn, tưởng tan rã, tưởng xương trắng, tưởng đốt cháy. Luận hỏi, nên phải trước tiên tu tập chín tưởng để lìa dục, vậy sao được các thiền? Cớ sao sau khi nói các thiền định mới nói đến chín tưởng? Đáp, trước tiên ngợi khen quả báo làm cho tâm hành giả vui. Chín tưởng tuy là bất tịnh, nhưng vì người tham quả báo thiền định nên chắc chắn tập hành theo. Hỏi, hành giả làm thế nào để quán chính sự là sinh chướng, vân vân. Đáp, hành giả trước tiên giữ giới thanh tịnh, kiến tâm không hối tiếc, nên dễ lãnh thọ phép quán, có thể phá các dạng phiền não dầm dục. Quán người khi mới chết, nói lời chối chăn, thở ra không trở lại, bỗng liền đã chết. Cả nhà kinh động gào khóc kêu trời, nói mới đó mà đã đi đâu rồi. Khi dứt thân lạnh không còn biết gì, đó là đáng sợ nhất, không nơi nào có thể tránh khỏi. Ví như lúc kiếp tận, lửa đốt cháy không có gì sót lại, như nói chết đến không giàu nghèo, không siêng tu thiện ác, không sang cũng không hèn, già trẻ không ai khỏi, không cầu xin cứu được, dối trá cũng không khỏi, chống đỡ cũng không xong, không nơi nào thoát khỏi. Chết là nơi vĩnh viễn lìa ân ái, tất cả kẻ có sống rất ghét, tuy rất ghét mà không ai thoát được. Thần tạo không bao lâu ắt phải như vậy, đầu như cây đá không hay biết gì. Ta nay không nên tham đắm ngũ dục, thình lình chết đến đồng như trâu dê. Trâu dê là cầm thú, tuy trông thấy con khác chết vẫn chạy nhảy kêu giống không tự giác chi. Còn ta đã được làm thân người, phân biệt biết tốt xấu, hãy nên tìm cầu pháp cam lồ bất tử. Như nói, thân sáu căn đầy đủ, trí soi cũng sáng lanh, mà không cầu đạo pháp, luống thọ thân trí tuệ. Cầm thú đều cũng biết dục lạc để tự vui, mà không biết phương tiện, vì đạo tu thiện sự đã được làm thân người, mà chỉ tự buông lung, không biết tu thiện sự với cầm thú khác gì. Chúng sanh ba đường ác, không được tu thiện đạo, đã được thân người đây, hãy gắng tự ích lợi. Hành giả đi đến thầy chết, thấy thế chết sình chướng như đầy da đựng gió, khác với tướng cũ, tâm sanh nhảm sợ rằng thần ta cũng sẽ như vậy, không khỏi điều đó. Tức làm chủ trong thân, sai khiến thân này thấy nghe nói năng tạo tội tạo phước, do đó tự phóng túng để đi về đâu mà nay chỉ thấy nhà trống còn đó. Thân này tướng tốt da mịn mày ngài, mắt dài mũi thẳng trán ngang mày cao, dáng đẹp như vậy khiến tâm người mê lầm, mà nay chỉ thấy phình trướng đẹp ở chỗ nào, tướng nam hay nữ cũng không thể biết. Quá như vậy rồi, mắng trách tâm đắm dục, cái đầy phần thúi này sình chướng đáng ghét đâu đủ để tham trước. Thầy chết bị gió nóng lớn dần lên, dã hoại ra trên đất năm tạng, phần nước tiểu máu mủ chảy ra, hiện bảy tướng xấu. Hành giả thủ lấy tướng dã hoại ấy để so với thân mình, rằng ta cũng như thế, đều có các vật ấy không khác gì đây. Ta thật rất ngu, bị cái đầy phần da mỏng này dối gạt, nhưng còn thiêu thân vào lửa chỉ vì tham ánh sáng, không biết cháy thân đã bị giã hoại, tướng nam nữ tiêu. Điều ta đắm trước cũng đều giống như vậy, thấy chết đã hoại, thịt máu tràn lan, hoặc bị gậy đánh chết, xanh bầm vàng đỏ, hoặc mặt trời nóng bầm đen. Lấy hít đủ các tướng ấy để quán điều ta đắm trước, như những sắc đỏ trắng tịnh khiết đoan tránh, có khác gì với đây? Đã thấy xanh bầm vàng đỏ, chim thú chẳng ăn, chẳng chôn chẳng giấu, thì chẳng bao lâu tiêu dã, các trùng giúp ăn. Hành giả thấy như vậy rồi, nghĩ thầy chết ấy vốn có sắc đẹp, hương tốt xoa thân, mặc đồ y phục cao quý, trang sức lộ hoa, mà nay chỉ thúi hôi, tiêu mục, bôi bẩn,
Đây mới là phần đúng thật, còn sự trang sức trước kia đều là giả mượn. Nếu không đốt cổng chồn mà đem bỏ đồng trống bị chim thú ăn, chim móc mắt, chó xé tay chân, cọp sói moi bụng rách nát bừa bãi trên đất, có cái hết, có cái chưa hết. Hành giả thấy rồi tâm sanh ý tưởng nhàm gớm, suy nghĩ thân ấy khi chưa biến hoại là chỗ người ta ưa đắm mà nay bại hoại, không còn tướng cũ, chỉ thấy bừa bãi làm chỗ chim thú ăn, rất đáng ghét sợ. Cầm thú đi rồi, gió thổi mặt trời đốt, gần đốt, gần cốt đứt lìa, mỗi thứ mỗi chỗ. Hành giả suy nghĩ, vốn thấy thân cho hòa hợp mà có thân tướng, đều có thể phân biệt nam nữ, nay đã ly tán, mỗi thứ mỗi nơi không còn hòa hợp, thân tướng cũng không, đều khác với cũ, chỗ đáng ưa đắm, nay ở nơi đâu, thân đã lìa tan, nơi nơi còn xương trắng, chim thú đã ăn hết, chỉ còn lại xương, quán người xương ấy. Đấy gọi là cốt tưởng. Cốt tưởng có hai cách, một là người xương gân, xương liền nhau, hai là xương gân chia lìa. Quán gân xương liền nhau là phá tướng nam nữ dài, ngắn, sắc đẹp, mịn, trơn. Quán gân xương chia lìa là phá thật tướng căn bản về chúng sanh. Cốt tưởng lại có hai thứ, một là tịnh, hai là bất tịnh. Tịnh là lâu ngày xương trắng sạch, không máu không mỡ, sắc trắng như tuyết. Bất tịnh là máu thừa, bôi bẩn, mỡ cao chưa hết. Hành giả đi đến trong rừng thây, hoặc thấy cỏ cây chất đống, thiêu đốt tử thi, bụng vỡ mắt lồi, da sắc cháy đen, rất đáng ghét sợ, trong giây lát biến thành tro than. Hành giả thủ lấy ý tưởng về tướng cháy ấy, suy nghĩ khi thân này chưa dứt, tắm rửa xoa hương đeo hoa, năm dục vui thích, nay bị lửa đốt quá hơn binh đao. Thân này khi mới chết hình còn giống người, như lửa đốt giây lát, tướng cũ đều biến mất. Hết thảy đã có thân đều trở về vô thường, ta cũng như thế. Quán chính đường ấy thì rất các phiền não. Đối với việc dứt dâm dục là pháp hay hơn cả, vì để dứt dâm dục nên nói chính tưởng ấy. Hỏi, nói 10 tưởng là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng an bất tịnh, tưởng chết, tưởng bất tịnh, tưởng đoạn, tưởng ly dục, tưởng tận, để dứt trừ việc gì? Đáp, cũng để dứt ba độc dâm dục. Hỏi, nếu như vậy dứt hai tưởng có gì sai khác? Đáp, chín tưởng là để ngăn khỏi bị dâm dục che lấp khi trừ được thiền định, còn 10 tưởng là có thể trừ diệt ba độc dâm dục. Chín tưởng như trói giặc, 10 tưởng như chém giết. Chín tưởng là sơ học, 10 tưởng là thành tựu. Lại nữa, trong 10 tưởng ấy, bất tịnh tưởng thu nhiếp cả chín tưởng. Có người nói trong 10 tưởng, tưởng bất tịnh, tưởng ăn đồ bất tịnh, tưởng thế gian không thể vui, đã gồm đủ chín tưởng. Lại có người nói 10 tưởng, chín tưởng đồng đè lìa dục đều vì niết bàn. Vì cớ sao? Vì tưởng chết đầu là trong giây lát động chuyển nói năng bỗng nhiên đã chết, thân thể sinh trưởng tiêu hoại, phân tán mỗi mỗi đổi khác, ấy là tưởng vô thường. Nếu đắm trước pháp ấy, khi vô thường tiêu hoại tức là đau khổ. Nếu vô thường khổ không được tự tại, ấy thời vô ngã bất tịnh, vô thường khổ vô ngã, thời không thể vui. Quán thân như vậy, đồ ăn tuy ở miệng nước dãi, từ óc chảy xuống cùng nước miếng hòa hợp thành vị, mà nuốt với nhà như nhau, khi xuống vào trong bụng, tức đó là tưởng về ăn bất tịnh. Do chính tưởng này, quán thấy thần thường biến đổi tiêu diệt trong tưởng niệm, tức là tưởng về tướng chết. Do chính tưởng này mà nhàm chán cái vui thế gian, biết phiền não dứt, thời an ổn tịch diệt, tức là tưởng về tướng dứt. Do chính tưởng này mà người ngăn ngừa các phiền não, tức là tưởng về tướng xa lìa. Do chính tưởng này mà nhàm chán thế gian, biết thân ngũ uẩn này diệt rồi không còn sanh trở lại, chỗ ấy an ổn, tức là tưởng tận. Lại nữa, chính tưởng là nhân, 10 tưởng là quả, do đó nên chính tưởng trước, 10 tưởng sau. Lại nữa, chính tưởng là cửa ngoài, 10 tưởng là cửa trong, thế nên kinh nói hai cửa cam lồ, một là cửa bất tịnh, hai là cửa Anabatna, niệm hơi thở ra vào. Trí tưởng này trừ 7 thứ nhiễm trước của con người, hoặc có người nhiễm trước sắc, hoặc đỏ hoặc trắng, hoặc đỏ trắng, hoặc vàng, hoặc đen. Hoặc có người không nhiễm trước sắc, chỉ nhiễm trước hình dung, da mịn, ngón tay thon, mắt dài, mày cao. Hoặc có người không nhiễm trước sắc, dùng chỉ nhiễm trước hoài nghi tới, dừng ngồi dậy đi ở lễ bái, cúi ngước dương mày nhíu mi gần gũi đè xoa. Hoặc có người không nhiễm trước dùng sắc hoài nghi,
Chỉ những trước cách nói năng, tiếng êm lời đẹp, tùy thời mà nói, hợp ý, vâng theo ý chỉ hay động lòng người. Hoặc có người không nhiễm trước dùng sắc oai nghi, tiếng êm chỉ nhiễm trước sự xúc chạm, bị trơn da dịu, cơ mềm, lúc nóng thân mát, lúc lạnh mình ấm. Hoặc có người nhiễm trước cả năm điều trên, hoặc có người không nhiễm trước năm điều trên, chỉ nhiễm trước tướng người, hoặc nam hoặc nữ, dầu có được sáu thứ dục nhiễm trên, mà không gặp được người mình ưa đắm, nhưng không giải được, bèn bỏ hết năm thứ dục lạc ái trọng của thế gian, mà chết theo người đó. Tưởng về tướng chết thì phần nhiều trừ được tâm ưa đắm về oai nghi, nói năng. Tưởng về tướng sinh trướng, tướng tiêu hoại, tướng trùng ăn, tướng phân tán thì phần nhiều trừ được tâm ưa đắm về hình dung. Tưởng về tướng huyết khô, tướng bẩm xanh, tiêu mục thì phần nhiều trừ được tâm ưa đắm sắc. Tưởng về tướng xương trắng, đốt cháy thì phần nhiều trừ được tâm ưa đắm bị trơn. Cả chín tưởng thì trừ được các thứ ưa đắm hỗ tạp và người mình ưa thích. Tưởng về tướng trùng ăn, tướng phân tán, tướng xương trắng thì cấp trừ được tâm ưa đắm người. Vì trong tướng trùng ăn, dư tản xương trắng ly tán ấy, không thấy có người để có thể ưa đắm. Do chín tưởng quán ấy mà ra lìa tâm ái nhiễm, sân và si cũng mỏng bớt. Trong bất tịnh điên đảo, tưởng là tịnh, vì si nên đắm trước thân. Nay lấy chín tưởng này che chẻ trong thân, thấy rõ thần tướng nên tâm ngu si mỏng. Tâm ngu si mỏng thấy tham dục mỏng, tham dục mỏng thấy sân cũng mỏng. Vì cớ sao? Vì người tham thân nên sanh sân. Nay quán thần bất tịnh, tâm nhàm chán nên không còn tham thân, không tham thân nên không còn sanh sân. Và độc mỏng nên hết thảy 98 núi kết sửa rung động, dần dần tăng tấn cách tu đạo này, dùng kim cang tam muội xô nát núi kết sửa. Chỉ tưởng tuy là bất tịnh quán, mà nương nó có thể thành đại sự. Ví như thầy túi giữ biển cả, người bị chìm nương lấy đó để được lên bờ. Hỏi: trí tưởng này có tính gì, có duyên gì, nhiếp vào xứ nào? Đáp: có tính thủ tưởng, duyên thân ở dục giới, nhiếp sắc tưởng uẩn cũng là ít phần của thân niệm xứ, hoặc nhiếp vào dục giới, hoặc sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền. Người tâm tán loạn chưa ly dục mà tu đắc thời hệ thuộc dục giới. Người tâm ly dục tu đắc thời hệ thuộc sắc giới. Tám tưởng như sình trướng thì nhiếp thuộc dục giới, sơ thiền, nhị thiền. Tưởng xương sạch thì nhiếp vào dục giới, sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền. Trong đệ tam thiền thì vui nhiều nên không có chính tưởng này. Chính tưởng này là cửa mở ra cho thân niệm xứ. Thân niệm xứ là cửa mở ra cho ba niệm xứ kia. Bốn niệm xứ này là cửa mở ra 37 đạo phẩm. 37 đạo phẩm là cửa mở ra thành niết bàn. Và niết bàn thì lìa hết thảy các khổ yêu não, vì dứt hết ngũ uẩn nhân duyên nên thọ hưởng niết bàn thường lạc. Hỏi: người thanh văn quán như vậy, thời nhàm chán lìa dục mau vào niết bàn, Bồ Tát thương giác hết thảy chúng sanh, tập hết thảy Phật pháp độ hết thảy chúng sanh, không cầu mau vào niết bàn mà vẫn quán chính tưởng ấy, sao không rơi vào chỗ chứng quả nhị thừa? Đáp: Bồ Tát sanh tâm thương xót đối với chúng sanh, biết chúng sanh do ba độc nên phải thọ thân đời này đời sau tâm thống khổ. Ba độc ấy không bao giờ tự diệt, cũng không thể do lẽ gì khác mà diệt được, mà chỉ quán tưởng thân trong ngoài đang đắm trước, vậy sao mới có thể trừ? Do lẽ ấy Bồ Tát muốn diệt độc dâm dục ấy nên quán chín tưởng. Như người thương kẻ bệnh mà hòa hiệp các vị thuốc để chữa, Bồ Tát cũng như vậy. Vì chúng sanh đắm sắc nên dạy tưởng tướng bẩm sanh, tùy theo chỗ đắm trước mà phân biệt các tướng như trước đã nói, ấy là Bồ Tát thực hành quán chín tưởng. Lại nữa, Bồ Tát lấy tâm đại từ bi tu hành chín tưởng này với suy nghĩ rằng: ta chưa đầy đủ tất cả Phật pháp, cùng vào niết bàn, đây là một pháp môn, ta không nên ở an trong một pháp môn này, ta sẽ học hết thảy pháp môn. Vì thế nên Bồ Tát tu hành quán chín tưởng không trở ngại. Bồ Tát tu hành chín tưởng này có khi khởi tâm nhàm chán, nghĩ rằng thân bất tịnh như vậy đáng ghét đáng sợ, muốn mau vào niết bàn. Bây giờ Bồ Tát liền nghĩ rằng: mười phương chư Phật thuyết hết thảy pháp vô tướng không trong không, còn không có vô thường, huống gì có bất tịnh. Chỉ vì muốn phá vọng tưởng điên đảo về tịnh nên tập hành quán bất tịnh. Biết bất tịnh này đều do nhân duyên hòa hiệp sanh, không có tự tánh, đều trở về tướng không. Nay ta không nên chấp thủ pháp bất tịnh do nhân duyên hòa hiệp sanh vô tự tánh ấy,
để muốn mau vào niết bàn. Trong kinh cũng có dạy, nếu trong sắc không có tướng vị ngọt thì chúng sanh không nên đắm trước sắc, nhưng vì trong sắc có mùi vị ngọt nên chúng sanh khởi tâm đắm trước. Nếu sắc không có tội lỗi thì chúng sanh cũng không ai nhàm chán sắc, nhưng vì sắc thật có tội lỗi cho nên quan sát thời nhàm chán. Nếu trong sắc không có tướng xuất ly, thời chúng sanh cũng không thể giải thoát đối với sắc, nhưng vì sắc có tướng xuất ly nên chúng sanh được giải thoát đối với sắc. Mùi vị là nhân duyên của tướng tịnh, vì thế nên Bồ Tát không chìm ở trong bất tịnh để sớm vào niết bàn. Nghĩa của chính tưởng đã phân biệt xong. Trường Bà Bà giải thích tám niệm. Kinh: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xà, niệm Thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm chết. Luận: hỏi tại sao tiếp theo chính tưởng có tám niệm? Đáp: Phật đệ tử ở chỗ yên ắng, nhà trống Gò Mạ, núi rừng, đồng nội kéo tu chính tưởng, quán thân trong ngoài bất tịnh, chán lo thân mình mà suy nghĩ rằng, cớ sao ta cứ mang theo mình cái đầy phân nước dãi bất tịnh hạ liệt này, bỗng nhiên kinh sợ, lại còn bị ác ma lấy các thứ việc giữ đến khủng bố, muốn làm cho thối lui. Vì vậy nên tiếp theo nói tám niệm. Như trong kinh nói, Phật bảo các tỳ kheo, nếu ở chỗ yên ắng, nhà trống Gò Mạ, núi rừng, đồng trống, trong nước tư duy nếu còn sợ hãi, lông tóc dựng đứng, bây giờ nên niệm Phật, Phật danh hiệu Như Lai, ứng cúng, tránh đẳng giác cho đến Thế Tôn, thời sự sợ hãi liền tiêu diệt. Nếu không niệm Phật, hãy nên niệm Pháp, vì Phật Pháp thanh tịnh, khéo nói lời hay, được quả báo hiện tại, chỉ thị mở bày người có trí, có tâm lực hiểu được. Niệm Pháp như vậy, thời trừ sợ hãi. Nếu không niệm Pháp, thời hãy niệm Tăng, chúng đệ tử Phật tu chánh đạo, hành theo Pháp. Trong Tăng có bậc A-la-hán hướng A-la-hán, cho đến tu Đà Hoàn hướng tu Đà Hoàn. Bốn đồi tám bậc đệ tử Phật ấy là phước điển vô thượng của thế gian, họ đáng được cúng dường, chắp tay cung kính lễ bái đưa đón. Niệm Tăng như vậy, thời dứt hết sợ hãi. Phật bảo các tỳ kheo, để hoàn nhân trời Đế Thích đánh với Atula trong lúc giữa trận, bảo các chúng trời rằng, trong khi các ngươi đánh với Atula, giả sử có sợ hãi, hãy niệm đến chàng thất bảo của ta, thời sự sợ hãi dứt. Nếu không niệm chàng của ta thì hãy niệm chàng báu của thiên tử Y Xá Na, thiên vương ở phía trái Đế Thích, thời sự sợ hãi trừ. Nếu không niệm chàng báu của Y Xá Na, thời hãy niệm chàng báu của thiên vương Bà Lô Na, thiên vương ở phía phải Đế Thích, thời sự sợ hãi trừ. Do thế biết vì nhân duyên rất trừ sợ hãi nên tiếp theo nói tám niệm. Hỏi: trong kinh nói, do ba niệm trừ sợ hãi, năm niệm làm sao còn có thể trừ sợ hãi? Đáp: tỳ kheo tự niệm đến công đức trì giới và bố thí cũng trừ sợ hãi. Vì cớ sao? Nếu tâm phá giới, thời sợ đọa địa ngục. Nếu tâm san tham, thời sợ đọa vào ngạ quỷ và chỗ bẩn cùng. Tự nghĩ ta có tịnh giới bố thí. Nếu khi nghĩ đến tịnh giới, nghĩ đến bố thí, thời tâm hoan hỉ, nói rằng, nếu mạng ta chưa hết thì nên tăng tiến tu công đức nữa. Nếu đang khi mạng chung không sợ đọa ác đạo, do vậy nên niệm giới, niệm thí cũng có thể làm cho sợ hãi không sanh. Niệm chư thiên ở trên cõi trời đều là quả báo của tịnh giới và bố thí. Chư thiên ấy do nhân duyên phước đức mà được sanh cõi kia, ta cũng có phước đức ấy. Do vậy niệm thiên cũng có thể làm cho sợ hãi không sanh. Khi niệm hơi thở ra vào, theo 16 đề tài, 4 về thân, thở vô dài, tôi rõ biết, tôi thở vô dài, thở ra dài, tôi rõ biết, tôi thở ra dài, thở vô ngắn, tôi rõ biết, tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn, tôi rõ biết, tôi thở ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra. 4 về thọ, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra. 4 về tâm, cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra, với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra,
Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra, với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra. Bốn vẻ pháp quán vô thường tôi sẽ thở vô, quán vô thường tôi sẽ thở ra. Quán ly tham tôi sẽ thở vô, quán ly tham tôi sẽ thở ra. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô, quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Niệm hơi thở như vậy, thời gian tưởng vi tế còn đứt, huống là giác tưởng sợ hãi, thô sợ. Niệm chết, niệm thần vũ uẩn sanh diệt, trong mỗi niệm, từ khi sanh đến nay thường đi đối với chết, sau này lại sợ chết. Nằm niệm trên, Phật tuy không nói, cũng có thể trừ sợ hãi. Vì cớ sao? Niệm công đức của người khác để trừ sợ hãi thì khó, tự niệm việc mình để trừ sợ hãi thì dễ. Do vậy Phật không nói. Hỏi thế nào là niệm Phật? Đáp: hành giả nhất tâm niệm Phật là bậc đã được thành tựu trí tuệ như thật và đại từ đại bi, cho nên nói ra không sai lầm, thô tế, nhiều ít sâu cạn đều chân thật. Vì đều là chân thật nên hiệu là Như Lai. Tathagata. Lại cũng như chư Phật trong mười phương ba đời, đối với chúng sanh khởi tâm đại bi, hành sáu ba la mật, ngộ được các pháp tướng, đi đến trong vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật đây cũng đi như vậy nên hiệu là Như Lai. Lại như chư Phật trong ba đời mười phương thân phóng hào quang lớn, chiếu khắp mười phương phá các hắc ám, tầm xuất ánh sáng trí tuệ phá vô minh hắc ám cho chúng sanh, công đức và tiếng tam lan khắp mười phương, đi đến niết bàn. Đức Phật đây cũng như vậy cho nên cũng hiệu là Như Lai. Do có các công đức như vậy nên xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường tối thượng của tất cả chư thiên người đời, thế nên hiệu là ứng cúng. Hoặc có người nói: vì có sao chỉ có Phật nói như thật, đến như vậy, đi như vậy nên xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường tối thượng. Vì Phật được trí tuệ chánh biến vậy, chánh gọi là các pháp tướng không động không hoại, biến gọi là không chỉ một pháp, hai pháp mà hết thảy pháp đều biết rõ hết không còn thừa, ấy hiệu là chánh đẳng chánh giác, chánh biến tri. Trí tuệ chánh biến ấy không từ vô nhân mà được, cũng không từ trời mà được, song do nương trí tuệ và trì giới đầy đủ mà được chánh biến trí tuệ. Trí tuệ là trí tuệ tương ưng với Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến địa vị Kim Cang Tam Muội. Trì giới là Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến địa vị Kim Cang Tam Muội. Thân nghiệp khẩu nghiệp luôn thanh tịnh, hành động theo ý, vì thế nên hiệu là minh hành túc. Nếu hành hai hành ấy thì đều khéo đi, như xe có hai bánh, khéo đi là như chỗ Phật trước đã đi, Phật cũng đi như vậy nên hiệu là thiện thệ. Hoặc có người nói: Phật tự tu pháp ấy mà không biết được việc chúng ta, do vậy nên Phật biết thế gian, biết nguyên nhân thế gian, biết thế gian diệt tận, biết thế biết đạo diệt tận thế gian, do vậy nên hiệu là thế gian giải. Biết thế gian rồi đều phục chế ngự chúng sanh ở trên hết các bậc thầy nên hiệu là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Thường lấy ba đạo dứt ba độc dạy chúng sanh tu ba thừa đạo, do vậy nên hiệu là thiên nhân sư. Hoặc có người nói: do việc gì nên được tự lợi ích vô lượng, lại làm cho người khác lợi ích vô lượng? Vì Phật thành tựu tất cả trí tuệ, hết thảy thế gian quá khứ hiện tại vị lai, tận bất tận động bất động đều biết rõ ràng nên hiệu là Phật Đà. Được chín danh hiệu ấy có danh xưng lớn lan khắp mười phương, thế nên hiệu là Thế Tôn. Trong kinh Phật tự nói các danh hiệu như vậy hãy nên niệm Phật cách ấy. Lại nữa, tất cả các thứ công đức đều có đủ nơi Phật. Trong kiếp sơ Phật thuộc dòng Chuyển Luân Thánh Vương Maha Tam Ma Đà, tức Đại Đẳng Ý, vua Đại Bình Đẳng. Có oai đức trí tuệ trong có Diêm Phủ Đề, sanh trong các hàng Thích Tử, dòng quý tánh là Kiều Đàm. Khi sanh ra ánh sáng chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, Phạm Thiên Vương cầm lọng báu, Thích Đại Hoàn Nhân dùng áo thiên bảo thừa tiếp. Long Vương A Na Bà Đạp Đa, Long Vương Bà Gia Đa lấy nước hương thơm tắm rửa. Khi sanh ra quả đất dùng chuyển 6 cách, bước đi 7 bước. Khoan thai như vòi chúa nhìn xem bốn phương, cất lên tiếng giống sư tử rằng: đây là thân cuối cùng của ta sẽ độ hết thảy chúng sanh.
Tiên nhân A Tư Đà xem tướng, nói với Vua Tịnh Phạn rằng: người này dưới chân có tướng bánh xe ngàn cân, giữa ngón tay có mạng lưới hợp, sẽ tự lập bình an ở trong pháp, không ai làm lay động phá hoại được. Chữ đức ở giữa tay, mạng lưới trang nghiêm, sẽ dùng tay ấn an ủi chúng sanh, làm cho không sợ hãi. Như vậy cho đến tướng thể xương búi tóc như đỉnh núi máu xanh, ánh sáng sắc xanh từ bốn phía xuất ra, tướng chót đỉnh trên đầu không thể thấy được hoặc trời hoặc người, không ai hơn được. Lông trắng ở giữa hai chân mày, ánh sáng trong hơn pha lê, con mắt trong dài rộng sắc xanh biếc, mũi cao thẳng đẹp rất đáng ưa thích, trong miệng có 40 răng trong sạch mướt đẹp, trên bốn răng to màu trắng ánh sáng rất lớn, môi trên môi dưới bằng nhau, không lớn không nhỏ, không dài không ngắn, lưỡi mỏng mà to mềm mại, sắc đỏ hồng như hoa sen trời, âm thanh trong suốt sâu xa, người nghe vui thích, nghe hoài không chán, thân sắc tốt đẹp hơn vàng diêm phủ đà, ánh sáng lớn khắp thân đủ các màu sắc đẹp không gì sánh bằng. Với 32 tướng đầy đủ như vậy, người này không bao lâu sẽ xuất gia được nhất thiết chí thành Phật. Phật thân có công đức như vậy, hãy nên niệm Phật. Lại nữa, Phật thân có công đức, thần lực hơn 10 vạn voi báu bạch hương, đây là di thể của cha mẹ, nếu là sức của thần thông công đức thì vô lượng vô hạn. Phật thân có 32 tướng, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, do bên trong có Phật pháp công đức vô lượng, cho nên xem không chán. Thấy Phật thân thì quên năm dục ở đời, muôn việc chẳng nhớ. Nếu thấy một chỗ nơi thần Phật ưa thích không chán, không thể đổi xem chỗ khác. Phật thân có công đức như vậy, hãy nên niệm Phật. Lại nữa, Bồ Tát trì giới đầy đủ thanh tịnh, từ khi mới phát tâm tu giới, rồi chứa vô lượng, cùng với tâm thương xót, không cầu quả báo, không xu hướng đạo thanh văn, bích chi Phật, không xen tạp các kết sử, chỉ vì tự tâm thanh tịnh, không não hại chúng sanh, đời đời trì giới. Do vậy, khi chứng được Phật đạo, giới được đầy đủ, hãy nên niệm đến giới uẩn của Phật như vậy. Lại nữa, định uẩn của Phật đầy đủ, hỏi việc trì giới do thần nghiệp khẩu nghiệp thanh tịnh nên có thể biết, trí tuệ do phân biệt thuyết pháp trừ hết chúng nghi nên có thể biết, còn về định thì chính là các người khác tu định. Chính các người khác tu định còn không thể biết, huống là Phật định, làm sao biết được? Đáp, do Phật có đại trí tuệ đầy đủ nên biết thiền định chắc chắn đầy đủ, ví như thấy hoa sen lớn, ắt biết ao cũng sâu lớn, lại như đèn sáng lớn, ắt biết dầu cũng nhiều. Cũng do Phật có sức thần thông biến hóa vô lượng, không thể so sánh nên biết sức thiền định cũng đầy đủ, lại như thấy quả lớn, ắt biết nhân cũng phải lớn. Lại nữa, có khi Phật tự nói cho người biết tướng thiền định của Ngài rất thâm sâu, như trong kinh nói, Phật ngồi dưới rừng cây của nước A Đồ Ma mà vào thiền định. Khi đó trời mưa, sấm chớp, sét đánh, có bốn con trâu đực và hai người đi cày, nghe tiếng sợ mà chết. Chốc lát mưa tạnh, Phật từ thiền định dậy đi kinh hành, có một cư sĩ đi đến lễ dưới chân Phật, rồi đi theo sau Phật bạch rằng, vừa rồi sấm chớp sét đánh, có bốn con trâu đực và hai người đi cày nghe tiếng sợ mà chết, Thế Tôn có nghe chăng? Không nghe. Lúc đó Phật ngủ chăng? Không ngủ. Ngài nhập định vô tâm tưởng chăng? Không, ta có tâm tưởng, nhưng nhập định vậy. Cư sĩ nói, thật là điều chưa từng có, chư Phật thiền định rất thậm thâm, có hơi tâm tưởng ở thiền định, tiếng sét lớn như vậy, tỉnh giác mà không nghe. Như trong kinh khác, Phật bảo các tỳ kheo, Phật vào và ra các định chính xác lợi pháp mục kiền liên còn không nghe tên, huống là biết được. Ấy là thế nào? Như tam muội vương tam muội, sư tử du hí tam muội, Phật nhập vào tam muội ấy, thì có thể khiến mười phương thế giới rung động sáu cách, phóng ánh sáng lớn hóa làm vô lượng Phật, khắp cùng mười phương. Như A Nan có một lúc sanh tâm nghĩ rằng, lúc Đức Phật nhiên đang trong đời quá khứ, bây giờ đời tốt đẹp, người sống lâu dễ hóa độ, còn nay trong đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cõi đời xấu ác, người sống ngắn có giáo hóa, Phật sự chưa xong mà ngài vào niết bàn chăng? Sáng sớm đem việc ấy đến bạch Phật, bạch xong mặt trời mọc, lúc ấy Phật nhập vào nhật xuất tam muội, như mặt trời phát ánh sáng chiếu cõi diêm phù đà, từ lỗ chân lông khắp nơi Phật phát ánh sáng chiếu khắp mười phương hằng hà ra thế giới. Trong mỗi mỗi ánh sáng xuất xanh hoa sen bảy báu có ngàn cánh, trên mỗi mỗi hoa đều có Phật ngồi, mỗi mỗi Đức Phật đều phóng ra vô lượng ánh sáng,
Trong mỗi mũi ánh sáng đều xuất sanh hoa sen bảy bó có ngàn cánh, trên mỗi mũi hoa đều có Phật ngồi. Các Phật ấy cùng khắp mười phương hằng hà sa thế giới giáo hóa chúng sanh, hoặc có vị thuyết pháp, hoặc có vị im lặng, hoặc đi kinh hành, hoặc thần thông biến hóa, thần xuất ra nước lửa. Các thứ phương tiện như vậy độ thoát chúng sanh trong mười phương năm đường. A Nan, nương oai thần của Phật thấy đủ các sự ấy. Phật thông nhiếp thần túc từ tam muội khởi dậy hỏi A Nan có thấy sự ấy chăng, nghe sự ấy chăng. A Nan đáp: Nhà oai thần của Phật, con đã thấy, đã nghe. Phật dạy Phật có năng lực như vậy thì có thể làm trọn vẹn Phật sự chăng? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh đầy trong mười phương hằng hà sa thế giới, Phật chỉ sống một ngày dùng năng lực như đây hẳn có thể làm trọn vẹn mọi Phật sự. A Nan tán thán: Thật là việc chưa từng có. Bạch Thế Tôn, pháp của chư Phật vô lượng không thể nghĩ bàn, do vậy nên biết Phật đầy đủ thiền định. Lại nữa, Phật đầy đủ tuệ uẩn, từ khi mới phát tâm trong A Tăng kỳ kiếp không pháp môn gì không tu, đời đời tập hợp các công đức, nhất tâm chuyên tinh không tiếc thân mạng để cầu trí tuệ như Bồ Tát Đà Ba Luân, Thường Đà Bồ Tát. Lại nữa, do khéo tu đại bi và trí tuệ nên đầy đủ tuệ uẩn. Các người khác không có đại bi nên tuy có trí tuệ mà không được đầy đủ, do tâm đại bi muốn độ chúng sanh nên cầu các thứ trí tuệ và dứt pháp ái, dứt 62 kiến, không rơi vào nhị biên, hoặc hưởng thọ năm dục lạc, hoặc tu thân theo lối khổ hạnh, hoặc đoạn diệt, hoặc chấp thường, hoặc chấp có, chấp không, các pháp nhị biên như vậy. Lại nữa, Phật tuệ vô thượng thấy suốt không gì so sánh, do từ trong thiền định thâm sâu sanh, do các phiền não thô tế không làm lay động, do khéo tu 37 phẩm, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 8 bội xả, 9 thứ đại định, các công đức, do có 10 trí lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, do được vô ngại bất tư nghỉ giải thoát, nên Phật đầy đủ tuệ uẩn. Lại nữa, hay hàng phục các luận nghị sư ngoại đạo như Yêu Lâu Tần La Ca Diếp, Đại Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tát Giá Ni Kiền Tử, Bà Ta Thủ La, Trường Trảo, các đại luận nghị sư đều hàng phục, cho nên biết tuệ uẩn Phật đầy đủ. Lại nữa, Phật có ba tạng, 12 bộ kinh, 84 nghìn pháp tụ, thấy là lẽ nhiều như vậy nên biết trí tuệ của Phật cũng rất lớn. Ví như cư sĩ sáng sớm thấy chỗ mưa lớn nói với mọi người rằng đêm qua rồng làm mưa, sức nó rất lớn. Mọi người nói: Sao ông biết? Đáp: Tôi thấy đất ướt, bùn nhiều, núi lở, cây cãy, giết chết chim muông, do đó nên biết sức rồng rất lớn. Phật cũng như thế, có trí tuệ thâm sâu, tuy mắt không thấy được, sau mưa trận mưa đại pháp khiến các đại luận sư và Thích Phạm Thiện Vương đều hàng phục, do vậy nên biết Phật trí tuệ rất nhiều. Lại nữa, trừ Phật do được vô ngại giải thoát nên được trí tuệ đối với hết thảy pháp. Lại nữa, trí tuệ ấy của Phật đều thanh tịnh, vượt lên trên các quán, không quán, các pháp tướng thường, tướng vô thường, tướng hữu biên, tướng vô biên, tướng có đi, tướng không đi, tướng có, tướng không, tướng hữu lậu, tướng vô lậu, tướng hữu vi, tướng vô vi, tướng sanh diệt, tướng không sanh diệt, tướng không, tướng chẳng không, thường thanh tịnh vô lượng như hư không, do thế nên vô ngại. Nếu quán sanh diệt thì không quán được chẳng sanh diệt, quán chẳng sanh diệt thì không quán được sanh diệt, hoặc chẳng sanh diệt là thật thì sanh diệt không thật, hoặc sanh diệt là thật thì chẳng sanh diệt không thật. Như vậy các quán đều như thế, do được trí vô ngại nên biết Phật tuệ uẩn đầy đủ. Lại nữa, niệm Phật giải thoát uẩn đầy đủ, Phật giải thoát khỏi các phiền não và tập khí, nhổ hết khúc rễ, giải thoát chân thật không thể hư hại, do thành tựu hết thảy trí tuệ nên gọi là vô ngại giải thoát. Thành tựu tám giải thoát khắp được thâm sâu cho nên gọi là đầy đủ giải thoát. Lại nữa, liền thời giải thoát và tuệ giải thoát bền thành tựu đầy đủ cộng giải thoát, do thành tựu các giải thoát như vậy nên gọi là đầy đủ giải thoát uẩn. Lại nữa, phá ma quân nên được giải thoát, liền phiền não nên được giải thoát, liền các thứ chướng ngăn thiền định nên được giải thoát, ra vào các thiền định không chướng ngại. Lại nữa, Bồ Tát ở trong kiến đế đạo, gọi tắt là kiến đạo, được 16 giải thoát thâm sâu. 1. Do khổ pháp trí tương ưng mà chứng được hữu vi giải thoát. 2. Do dứt hết 10 kiết thuộc khổ đế mà chứng được vô vi giải thoát. Như vậy cho đến đạo tỷ trí cũng gọi là đạo loại trí. Tương ưng đạo cũng gọi là tu đạo, chứng được 18 giải thoát. 1. Do hoặc tỷ trí hoặc pháp trí tương ưng mà chứng được hữu vi giải thoát. 2.
Do dứt, ba tư duy kiết cũng gọi là tư hoặc của cõi vô sắc mà chứng được vô dư, vô vi giải thoát. Như vậy do tận trí thứ 18 tương ưng mà chứng được hữu vi giải thoát và cho dứt hết thảy kiết sự mà chứng được vô vi giải thoát. Các giải thoát như vậy, hòa hợp gọi là giải thoát uẩn đầy đủ. Lại nữa, niệm Phật đầy đủ giải thoát tri kiến uẩn. Giải thoát tri kiến uẩn có hai thứ. Một, Phật đối trong việc giải thoát các phiền não, dùng tận trí tự chứng biết rằng ta đã biết khổ, đã dứt tập, đã chứng diệt, đã tu đạo, ấy là tận trí giải thoát tri kiến uẩn đầy đủ. Lại đã biết khổ, không còn biết nữa, cho đến đã tu đạo, không còn tu nữa, ấy là vô sanh trí giải thoát tri kiến uẩn đầy đủ. Hai, Phật biết người ấy vào không môn được giải thoát, người ấy vào vô tướng môn mà được giải thoát, người ấy vào vô tác môn mà được giải thoát, người ấy không có phương tiện có thể làm cho giải thoát, người ấy rất lâu mới có thể được giải thoát, người ấy tức thời được giải thoát, người ấy do nghe nói lời êm dịu mà được giải thoát, người ấy do nghe lời dạy bảo khắc khổ mà được giải thoát, người ấy do nghe tạp ngữ mà được giải thoát, người ấy do thấy sức thần thông mà được giải thoát, người ấy do thuyết pháp mà được giải thoát, người ấy dâm dục nhiều vì tăng dâm dục mà được giải thoát. Như ông Nanda xuất gia mà cứ nhớ vợ cũ và đưa đến chỗ các thiền nữ cho thấy ông lại quên vợ cũ mà ưa các thiền nữ, nhưng phải đủ phước mới được sanh cõi trời để gần các thiên nữ. Do đó Nanda nỗ lực tu tập đến được giải thoát, không còn ý tưởng dâm dục nữa. Người ấy sân nhuế nhiều vì tăng sân nhuế mà được giải thoát, như dầu yêu lâu tần loa. Như vậy các thứ nhân duyên được giải thoát, như đã nói trong sách Pháp Nhãn, các giải thoát ấy biết thấy rõ ràng, ấy gọi là giải thoát tri kiến uẩn đầy đủ.